Sau nhiều ngày trinh sát theo dõi, vào khoảng 15 giờ ngày 3 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Tiên Lữ, triệt phá thành công chuyên án đánh bạc và tổ chức đánh bạc, bắt 12 đối tượng thu giữ trên 140 triệu đồng. Khi lực lượng công an đồng loạt ập vào kiểm tra tại quán cà phê 9X ở thôn Tân Khai, xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, phát hiện 12 đối tượng đều có hộ khẩu thường trú tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa, sát phạt nhau bằng tiền, thu tại chiếu bạc và trên người các đối tượng, tổng số 140 triệu 400 nghìn đồng, 13 điện thoại di động các loại, cùng một xe ô tô hiệu Hyundai, Santa Fe và nhiều vật chứng liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Quá trình đấu tranh, cơ quan điều tra đã làm rõ đối tượng tổ chức đánh bạc là Đặng Văn Tùng, sinh năm 1991, đối tượng Sóc Cái là Nguyễn Công Mừng, sinh năm 1994, đối tượng canh gác cảnh giới là Đặng Văn Khanh, sinh năm 1985. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định tạm giữ 10 đối tượng để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.